với mục tiêu vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp bảo hiểm xã hội việt nam đã triển khai thực hiện nộp tiền trực tuyến đối với việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế đóng tiếp tiền bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm thất nghiệp các phương thức nộp tiền bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm tự nguyện được triển khai phần mềm trên thiết bị di động và trên website của bidv đối với cá nhân tổ chức có tài khoản tại ngân hàng bidv sau khi thực hiện thanh toán xong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hệ thống của bảo hiểm xã hội việt nam tự động xác nhận thẻ bảo hiểm y tế sẽ được tự động gia hạn đồng thời bảo hiểm xã hội việt nam gửi tin nhắn thông báo kết quả đến số điện thoại của người tham gia tương tự đại diện doanh nghiệp cũng sẽ nhận được tin nhắn thông báo kết quả sau khi doanh nghiệp nộp tiền bảo hiểm hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện. Để kiểm tra kết quả gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của bản thân, người tham gia có thể tự tra cứu theo các phương thức sau. Thứ nhất, trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại các địa chỉ hiện trên màn hình https 2 gạch chéo gạch chéo bảo hiểm xã hội gov vn gạch <laughs> chéo tra cứu gạch chéo pet gạch chéo tra cứu <laughs> thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế aspx https 2 gạch chéo gạch chéo bảo hiểm xã hội gov vn gạch chéo tra cứu gạch chéo pet gạch chéo tra cứu đóng bảo hiểm aspx hai nhắn tin theo cú pháp bhthe PH mã thẻ bảo hiểm y tế gửi tám nghìn bảy chín bhqt mã số bảo hiểm xã hội gửi tám nghìn bảy chín ba hoặc gọi đến tổng đài một chín không không chín không sáu tám của bảo hiểm xã hội việt nam để được hướng dẫn